chỉ mình làm trò cười cho thiên hạ, bởi vì mình có một cái điều thêm nữa, đó là mình tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên. Cậu Hoàng thấy không cần phải nói gì, một người vừa xấu vừa lùn đứng trên khán đài đẹp trai càng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên hơn cho bạn bè đúng không? Càng có bay nhiên cho bạn bè càng tốt. Ngôn ngữ sai của người con không phải là nói cho bạn bè đẹp mà là quá đẹp. Và ngày hôm ngày con minh trong khi đó cái thằng cô đi đứng phía bên lúc đầu là thế. Chàng người xe chăn có nói anh hết nhà rồi, lễ nhận thế là còn đi đâu nhà. Rồi bắt đầu bước vào tháng lễ, chàng quản nhạc nói đúng thật, hết nhà thật. Bây giờ đứng đây hóa ra là vô niên thật sự. Bởi vì lời nhận lệnh thế mà lời nhận lệnh của cha quản nhạc quá đầy đủ. Thôi thì mà người nói một chút xíu, chứ tại vì nhà nhờ thì cũng nói. Ở đây trừ những người đi hôn, ai nào đó yêu nhau thì chắc nhớ. Nói về tình yêu nó mệt mỏi lắm, nói về tình yêu nó dài dòng và không có giấy tờ nào để nói hết được về tình yêu. Nhưng mà có một điều khi yêu nhau người ta hay nói, nhất tự liệt nhì tốt cầu. Có lẽ là tại ngày xưa con xấu hôn nhiên không ai dám gần con, và con chạy cũng chậm nên chẳng có con hoàng mốt nào mà yêu được. Nhất tự như gì tốt độ, chúng ta nhìn vào tâm đồ mà chúng ta thấy có một con người sở hữu hai điều đó, nhất tự liệt nhì tốt độ. Bằng chứng chẳng là cộng hoàng chúng ta về mở bức tranh tiền đi ra, dù các bác sĩ muốn đổi được cũng không đổi được. Doan Tông Đồ là người tựa đầu vào ngực của thầy Giêsu, chắc có lẽ nhỏ nhẹo kinh khủng như ngày đó Giêsu nhỏ nhẹo ba bố thôi. Tựa đầu vào ngực thầy của mình, yêu yêu đến độ gọi là cứ nhỏ nhẹo đi ăn tiền mà cũng không rời xa. Thế tựa đầu vào ngực. Và khi thầy mình chết, chạy ra nghĩa trang, nào yêu nhiều mới chạy ra thôi. Thế là chạy nhanh nha trước mộ. Thế nhưng mà bị tôn trọng thứ tự, Doan không tạo mộ, Doan chờ tên đô tớ. Qua hai cái nét đẹp ý với cuộc đời của Doan, chúng ta thấy nhất tự đi thì tốt độ, Doan chờ yêu Chúa Giêsu của mình. Đến độ lòng kề lòng và được nhanh nhau cho đi tìm thầy của mình, một tình yêu quá đẹp. Và rồi chúng ta thấy mỗi khuôn mặt, mỗi tông độ có một nét đặc biệt khác nhau. Nơi khuôn mặt của Doan chỉ tỏ một tình yêu, và để nói về Thiên Chúa Doan rất ngắn gọn. Thiên Chúa là tình yêu làm gì mà ghê vậy? Nghiên cứu gì mà ghê vậy? Học cao hiểu lắm, cuối cùng nói thật bí thật lại về Thiên Chúa. Nói về một Thiên Chúa rất hay, nhưng mà ngược lại đời sống nó không nhiều cả, chỉ như cái mộ. Nói yêu thương anh chị em mình trong cộng đoàn và ghét anh chị em mình thương lớn. Đồ thứ nhà tạo hay mặt. Con người đó vừa không biết Thiên Chúa mà vừa phản nghịch cái khuôn mặt của Thiên Chúa. Nó dối làm sao mà giấu được người khác khi người ta vẫn thấy khuôn mặt của mình không có tình yêu. Nói tới đây tôi nhớ đến bà bố, cảm ơn bà bố. Chắc có lẽ khi sinh ra bà bố thấy thằng bé nó xinh xinh dễ thương, nên là khi ông bà bố đặt tên lấy Doan Nguyễn Đức Trường. Doan Nguyễn Đức Trường cả cuộc đời thấy yêu. Bây giờ thêm kèm thêm hai hàng thịnh kế bên, thịnh trường thịnh lúc nào cũng yêu. Và mỗi người có cái cảm nhận khác nhau về người khác, như một mối nợ. Con mắt đợt ngày, con biết ngày mắt đợt không?
Oh,